Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 8 tháng 2 năm 2024, tức ngày 29 Tết Nguyên đán của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ xe đưa công nhân về quê ăn Tết. Sôi động thị trường hàng hóa ngày 29 Tết. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị vật nhọn đâm vào đầu. Nâng cao cảnh giác khi đỗ xe ngoài đường. Xử phạt 130 triệu đồng doanh nghiệp xây dựng khi chưa được cấp phép. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 2 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có công điện về tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc có liên quan đến định mức đơn giá xây dựng, khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án công trình giao thông trọng điểm quan trọng quốc gia. Công điện nhấn mạnh, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nghiêm túc quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ ngành trung ương, kết quả đạt được các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án giao thông trọng điểm quan trọng đã có những chuyển biến tích cực, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong triển khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng, khối lượng thực hiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế vẫn còn một số khó khăn vướng mắc liên quan tới quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý định mức giá xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng thông thường đối với các dự án đầu tư xây dựng, nhất là các dự án giao thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan kịp thời công bố giá vật liệu xây dựng, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan công bố chỉ số giá xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, bảo đảm đầy đủ phù hợp với giá thị trường, đúng quy định của pháp luật, chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai ban hành định mức đặc thù tại địa phương. Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông xây dựng và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể về việc sử dụng khoáng sản làm vật liệu san lấp trên cơ sở nhu cầu của các dự án công trình giao thông trọng điểm quan trọng quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để phục vụ cho việc quy hoạch cấp phép các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp cho nhu cầu thi công của các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan tiếp tục rà soát các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp trên địa bàn, chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với các địa phương lân cận để quy hoạch, đấu giá và cấp phép khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp phục vụ nhu cầu cho các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân cấp huyện chủ trì phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các cơ quan có liên quan tổ chức thỏa thuận với các chủ sở hữu về giá chuyển nhượng, thuê đất theo quy định, bảo đảm phù hợp với mặt bằng giá bồi thường của nhà nước theo quy định, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, nâng giá, ép giá, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, xây dựng chế tài để xử lý các trường hợp cố tình nâng giá, ép giá, đầu cơ đất khu vực mỏ. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng của các dự án giao thông để kịp thời bổ sung điều chỉnh, bảo đảm đủ nguồn và công suất khai thác vật liệu san lấp cho nhu cầu của dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã ký. Sáng nay 29 tháng Chạp tại công ty Hoya Gladix Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long 2, huyện Yên Mỹ, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ công ty đồng hành cùng công nhân lao động về quê đón Tết Giáp Thìn 2024. Tại đây, gần 20 chuyến xe đưa hơn 1.000 công nhân, người lao động đang làm việc tại công ty đi về các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hòa Bình và Hà Giang, Yên Bái, Lạng Sơn đón Tết cùng gia đình. Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh động viên, chúc các công nhân lao động về quê đón Tết vui tươi, ấm áp, hạnh phúc, đồng thời tuyên truyền, vận động công nhân lao động thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật khi trở về địa phương đón Tết và quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo đúng kế hoạch. Chương trình đưa công nhân, người lao động về quê ăn Tết được tổ chức và trở thành hoạt động thường niên nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, công nhân lao động kịp về quê đón Tết cổ truyền, đoàn tụ với gia đình. Qua đó góp phần chia sẻ, gắn kết giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là 29 Tết, nhu cầu mua sắm Tết của mọi nhà cao khiến cho không khí tại các chợ, siêu thị, cửa hàng đều trở nên sôi động, nhộn nhịp, người mua, người bán. Dù sức mua tăng nhanh, song nguồn cung giá cả các loại thực phẩm đồ dùng thiết yếu phục vụ Tết đều ổn định, không tăng giá nhiều. Hôm nay là ngày nghỉ Tết
đầu tiên của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động. Mặc dù thời tiết đã chuyển lạnh và có chút mưa phùn, song cũng không làm giảm đi không khí mua sắm của người dân tại các chợ truyền thống, siêu thị. Nhóm mặt hàng được tìm mua nhiều nhất như là hoa, các loại bánh kẹo, thực phẩm, rau xanh. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả bình ổn mang đến tâm lý mua sắm thoải mái, an toàn cho người dân trong phiên chợ ngày cuối năm. 50 gian hàng hoa, cây cảnh cùng hơn 500 sạp hàng kiosk tại chợ Tiên Lữ trong ngày 29 Tết đều tấp nập người mua bán. Nhộn nhịp nhất là ở khu vực chợ Hoa Xuân với đa dạng các loại hoa Tết. Năm nay thời tiết ấm khiến hoa nở sớm, song chất lượng và mẫu mã các loại hoa đa dạng và đẹp hơn. So với mọi năm, giá các loại hoa giảm nhẹ như Leon từ 8 đến 15.000 đồng một bông, hoa ly từ 50 đến 70.000 đồng một cành, hoa hồng, đồng tiền từ 10 đến 15.000 đồng một bông. Các loại hoa trang trí như thanh liễu, baby, tuyết mai dao động từ 50 đến 200.000 đồng một bó tùy loại. Thị trường năm nay này bán hoa là rất là chạy, chạy nhất bây giờ là Leon này, Violet này, thanh liễu và ly, còn cúc thì là cho những cái đại gia truyền thì là không thể bỏ được. Lượng khách đông nhất là 26 Tết rồi ra, và nhất là ngày hôm nay là ngày 29 Tết thì ban quản lý chợ liên tục đi tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự. Đối với mặt hàng đồ khô, bánh kẹo tại các chợ, cửa hàng, siêu thị đều rất dồi dào, giá cả không có nhiều biến động so với mọi năm. Tết năm nay phục vụ nhu cầu mua sắm biếu chúc Tết nên các cửa hàng đã có thêm các mẫu giỏ quà với đa dạng các loại bánh kẹo, rượu, cà phê, mứt Tết. Giá mỗi giỏ quà dao động từ 300 đến 1 triệu đồng tùy nhu cầu của khách hàng. Nhà mình chuẩn bị nguồn hàng Tết để phục vụ bà con 2-3 tháng trước, đủ nguồn hàng cho bà con mua về Tết tiêu dùng. Đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau xanh và trái cây có mức tăng giá nhẹ so với những ngày trước đó. Thịt lợn phổ biến ở mức là 120 đến 140.000 đồng một kg, thịt bò từ 250 đến hơn 300.000 đồng một kg, gà ta từ 100 đến 150.000 đồng một kg. Với các loại rau củ hiện có nguồn cung dồi dào đa dạng, giá tăng nhẹ. Rau bắp cải từ 10 đến 15.000 đồng kg, cà chua 15.000 đồng kg. Đối với trái cây, giá cả một số loại phổ biến để bày mâm ngũ quả ngày Tết như chuối, cam canh, quất, dừa, dưa hấu, dứa đều tăng giá nhẹ so với những ngày trước đó. Một số loại hoa quả được trang trí, vẽ câu đối bắt mắt, có giá thành cao hơn mặt bằng chung. Về cơ bản, các loại hàng hóa đều không có nhiều biến động so với ngày 27-28 Tết trước đó, song sức mua tăng đáng kể. Không khí ở chợ Tết rất là vui vẻ, tấp nập, mặt hàng đa dạng hơn so với năm ngoái rồi. Nó đáp ứng về đầy đủ các cái nhu cầu của người dùng. Chuẩn bị cho một cái Tết sung túc, đủ đầy, nên thị trường những ngày cận Tết dù giá cả một số mặt hàng có tăng, song người dân vẫn sẵn sàng chi tiêu bởi tâm lý làm vất vả cả năm. Tết đến phải tươm tất, đủ đầy, để năm mới có thêm nhiều may mắn, tài lộc hơn cho mỗi gia đình. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán là những ngày trọng đại nhất trong năm của mỗi người, mỗi gia đình. Là ngày mọi người sum họp cùng nhau vui vẻ bên bữa cơm tất niên cuối năm, chuẩn bị đón chào năm mới. Do vậy, vẫn có những người phải tạm gác lại niềm vui ấy, âm thầm lặng lẽ làm nhiệm vụ canh giữ cho Tổ quốc bình yên, để mọi gia đình được vui vẻ trọn vẹn đón mùa xuân mới trong bình yên. Vâng, đó là những người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, dù ở bất cứ nơi đâu thì họ cũng vẫn có những ngày Tết vui vẻ đầm ấm, thắm tình đồng đội. Ghi nhận của phóng viên tại bữa cơm tất niên của cán bộ chiến sĩ kho K41, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sáng ngày 28 Tết, không khí đón chào xuân mới đang tràn ngập khắp các miền quê, các gia đình đều rất rộn ràng, sắm sửa chuẩn bị Tết đủ đầy vui vẻ. Còn tại đại đội kho K41, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đóng trên địa bàn huyện Phù Cừ, mọi công việc vẫn diễn ra bình thường, 100% cán bộ chiến sĩ vẫn có mặt đầy đủ. Chỉ khác là tại khu nhà ăn, một số cán bộ chiến sĩ được phân công cắt cử để làm bữa cơm tất niên. Không khí thật vui vẻ đầm ấm. Ngay từ đầu buổi sáng, các cán bộ chiến sĩ đã cùng nhau dọn dẹp, ban thờ bày mâm ngũ quả, trang trí chuẩn bị đón chào xuân mới. Tuy đơn giản nhưng ấm áp, đủ đầy hương vị ngày Tết cổ truyền. Rồi lại quây quần bên nhau gói bánh chưng xanh, món ăn cổ truyền không thể thiếu trên ban thờ của ngày Tết cổ truyền. Những nút lạt như thắt chặt thêm tình đồng đội, ngọn lửa hồng bên nồi bánh chưng đã sưởi ấm lòng chiến sĩ, xua tan nỗi nhớ nhà. Đây là năm đầu tiên cháu ăn Tết xa nhà và cháu cũng cảm thấy rất là nhớ nhà vì phải xa bố mẹ.
Nhưng mà hôm nay thì đơn vị tổ chức tất niên thì cháu cũng cảm thấy rất chi là ấm áp, vì ở đây cháu được gói bánh chưng này cũng như là làm cơm cùng các cô chú ở đây, nên là cháu cảm thấy được ấm áp và đỡ nhớ nhà hơn rất là nhiều. Ở đây cũng như là cái động lực để tiếp thêm sức mạnh cho cháu có thể rèn luyện công tác và học tập tại đơn vị ạ. Để có bữa cơm tất niên thật đủ đầy, hôm nay không kể cán bộ hay chiến sĩ, tất cả đều là những anh nuôi, mỗi người một phần việc, quây quần bên nhau như một gia đình lớn. Trong không khí đầm ấm, thắm tình đồng đội, những người lính cùng nhau bên mâm cơm tất niên hướng đến một năm mới tốt đẹp hơn. Đại đội kho K41 có nhiệm vụ bảo quản, bảo vệ, bảo dưỡng, liêm cất, tiết kiệm, cấp phát vũ khí trang bị cho các đơn vị vũ trang tỉnh. Nhiệm vụ này luôn gắn chặt với công tác sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, dù ngày Tết hay ngày thường, luôn phải tập trung cao, duy trì thường xuyên mọi công việc. Quán triệt cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nắm chắc các chỉ thị, mệnh lệnh trong công tác sẵn sàng chiến đấu trực Tết của chỉ huy các cấp. Đồng thời với đó là tổ chức hoạt động vui xuân đón Tết như là tổ chức các cái trò chơi dân gian cũng như là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Với tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị chu đáo trong công tác sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ đại đội kho K41 góp phần quan trọng không để Tổ quốc bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đem lại một mùa xuân vui tươi và hạnh phúc cho nhân dân. Với đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên luôn được tỉnh quan tâm, tôn vinh, cộng đồng xã hội gia đình chăm sóc phụng dưỡng. Trong không khí vui tươi đón chào năm mới Giáp Thìn 2024, lòng các mẹ lại ấm hơn. Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên, một cái bắt tay, vài câu chúc Tết, rất đỗi bình dị, giản đơn nhưng lại rất ý nghĩa đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Phin ở xã Toàn Thắng, huyện Kim Động. Bởi đó là tình cảm gia đình, làng xóm và cả sự tri ân của cả xã hội dành tặng mẹ, qua đó tạo động lực giúp mẹ thêm sức khỏe, vui cùng con cháu ở những mùa xuân tới. Mẹ Phin năm nay đã 95 tuổi nên sức khỏe giảm sút lúc nhớ lúc quên. Thế nhưng khi nói chuyện về hai người con là liệt sĩ hy sinh 50 năm trước, ánh mắt mẹ ánh lên niềm tự hào vì các anh đã góp tuổi thanh xuân, xương máu của mình để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Nhân cái dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương, xin được chúc mẹ sẽ mạnh khỏe và luôn là cái chỗ dựa cho các con cháu trong gia đình và để làm một niềm tự hào của địa phương. Cảm ơn tất cả lãnh đạo đến thăm hỏi tôi thế này thì tôi rất là phấn khởi. Thêm một mùa xuân ấm áp, yên vui dành tặng mẹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng đã kiên cường đi qua chiến tranh và những năm tháng cơ cực nhất của cuộc đời, như để bù đắp cho quá khứ đã hằn kín nỗi đau. Mỗi mùa xuân hôm nay thực sự là một mùa vui, khiến trái tim mẹ được sưởi ấm một cách trọn vẹn. Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Nhường ở xã Vân Du, huyện Ân Thi, năm nay đã 96 tuổi, nở nụ cười hiền hậu khi cấp ủy chính quyền địa phương đến thăm hỏi động viên tặng quà. Mẹ có hai người con trai hy sinh nơi chiến trường. Mỗi năm khi Tết đến xuân về, mẹ đã đau đáu nhớ về hai người con thân yêu của mình. Đón nhận tấm lòng tri ân tới thân nhân người có công với cách mạng, mẹ thấy mình được an ủi phần nào. Gia đình nhà tôi cũng thấy rất phấn khởi là được các đoàn thể quan tâm đến cụ tôi. Chúng tôi thì ở địa phương ấy cũng rất tự hào là còn được phụng dưỡng một bà mẹ Việt Nam anh hùng, vận động đấy cùng với kết hợp với cả các cái quỹ đền ơn đáp nghĩa của Đảng nhà nước, xây nhà tình nghĩa tặng mẹ, các cái ban ngành đoàn thể mặt trận Tổ quốc của huyện phụng dưỡng mẹ suốt đời. Gần 2.300 bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Hưng Yên xứng đáng với 8 chữ vàng Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khen tặng cho người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Những người đã từng nén đau thương, gạt nước mắt, tiễn chồng con lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Tổ quốc ghi công con liệt sĩ, nhân dân nhớ nghĩa mẹ anh hùng. Dù năm tháng đã qua đi, nhưng sự hy sinh vô cùng to lớn của các bà mẹ Việt Nam anh hùng mãi mãi được thế hệ con cháu khắc ghi. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán đang cận kề, từ gia đình đến các địa điểm công cộng đều được trang hoàng lộng lẫy đón chào năm mới. Những ngày này, công ty cổ phần đầu tư Bảo Hưng là chủ đầu tư khu đô thị Vaquarius ở huyện Văn Giang đang hoàn tất việc chuẩn bị cho chương trình đêm hội trống rồng, hòa nhạc đón xuân cùng màn bắn pháo hoa chào đón giao thừa
tại khu vực dự án. Cùng với trang trí cờ hoa, cây xanh diện mạo khu đô thị Vaquarius nằm trên trục đường 179 những ngày cận Tết được khoác trên mình một chiếc áo mới. Hình tượng con rồng là linh vật biểu trưng cho sức mạnh cũng như mang đến sự may mắn, thịnh vượng, cát lành, tài lộc năm 2024 đang được doanh nghiệp khẩn trương hoàn thành, góp phần chuẩn bị tốt nhất cho chuỗi các sự kiện đón chào năm mới sẽ diễn ra trong khu vực dự án. Chúng tôi rất vinh dự vì dự án Vaquarius là trong 2 năm liên tiếp được chọn là điểm bắn pháo hoa của huyện Văn Giang, và dự án của chúng tôi thì trong tương lai sẽ là một cái điểm trung tâm của các cái sự kiện văn hóa chính trị của huyện. Và trong cái xu hướng phát triển chung của huyện Văn Giang thì chúng tôi sẽ cùng chung tay góp sức với huyện để đưa trung tâm của huyện Văn Giang xứng đáng trở thành một cái điểm nổi bật trong cái sự phát triển chung của tỉnh Hưng Yên trong tương lai. Theo quy hoạch, Vaquarius là dự án khu đô thị thông minh hiện đại với quy mô 9 hectare. Dự án nằm trong khu trung tâm chính trị hành chính huyện Văn Giang, rộng khoảng 50 hectare và gần các khu đô thị lớn như Eco Park, Ocean Park. Điểm nhấn của dự án là các căn nhà phố, nhà liền kề đều được thiết kế có hai mặt tiền, tỷ lệ xây dựng thấp. Hơn 50% diện tích là cây xanh, mặt nước, công trình công cộng nằm xen lẫn giữa các khu nhà thấp tầng và tòa nhà cao tầng. Đón Tết Nguyên đán sắp tới thì huyện đã cũng đã phối kết hợp với cả công ty cổ phần Bảo Hưng để tổ chức những cái điểm vui chơi giải trí như là tổ chức những cái không gian văn hóa, lễ hội, ca nhạc để chào mừng đón xuân mới. Thế và cũng lựa chọn là tại dự án của Bảo Hưng để trở thành điểm bắn pháo hoa của huyện. Theo quy hoạch, đô thị là thế mạnh ưu tiên phát triển của huyện Văn Giang để sớm đạt tiêu chí nhằm tiến thẳng lên thành phố Văn Giang. Với lợi thế tiếp giáp thủ đô Hà Nội nằm ở khu vực trung tâm, tập trung nhiều khu đô thị quy mô lớn đã và đang được đầu tư tại đây. Và Vaquarius hứa hẹn khi hoàn thành sẽ tạo ra điểm nhấn cho phát triển khu vực trung tâm chính trị, hành chính thành phố Văn Giang trong tương lai không xa. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Chiều ngày 7 tháng 2, tức ngày 28 Tết, khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên tiếp nhận một nữ bệnh nhân 38 tuổi ở xã Ông Đình, huyện Khoái Châu, nhập viện trong tình trạng có thuốc nơ vít cắm vào vùng chậm sau gáy bên phải, xuyên qua lớp xương sọ, sâu vào não khoảng 1cm. Bệnh nhân nhanh chóng được làm các xét nghiệm cần thiết, kết quả xác định bệnh nhân có tổn thương dập não xung quanh vị trí đầu vít, được chỉ định phẫu thuật lấy vỏ tuốc nơ vít. Trong quá trình phẫu thuật, phát hiện tuốc nơ vít làm rách một phần tĩnh mạch não gây chảy máu. Các bác sĩ đã tiến hành cầm máu, lấy tuốc nơ vít ra và vá lại vị trí màng cứng của não bị rách. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt. Bệnh nhân đã tỉnh táo, nói chuyện, ăn uống bình thường. Các bác sĩ khuyến cáo, nếu không may bị vật nhọn đâm vào đầu, người nhà không tự ý rút mà nên đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu. Sau đó, tùy tình trạng bệnh nhân sẽ được chuyển lên các bệnh viện chuyên khoa. Các bác sĩ đặc biệt lưu ý, nếu bị vật nhọn hoen gì đâm có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng, ép xe, uốn ván nên bệnh nhân cần đến cơ sở y tế kịp thời để các bác sĩ có chuyên môn xử lý. Những ngày giáp Tết, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra tình trạng kẻ gian đập phá kính xe ô tô để trộm cắp tài sản, gây lo lắng bức xúc cho người dân. Mới đây nhất, chỉ trong vòng một đêm, tại địa bàn xã Gia Phạm, huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào đã có 4 xe ô tô bị kẻ gian đập kính để lấy tài sản. Kẻ gian lợi dụng sơ hở của người dân đỗ xe ô tô ở khu vực vắng, không có người trông coi, khuất tầm nhìn hoặc đỗ xe trước cửa nhà vào ban đêm. Khi quan sát phía trong xe có tài sản giá trị như điện thoại, túi xách, tiền mặt, chúng nhanh chóng đập phá kính để trộm cắp tài sản. Không chỉ trộm cắp tài sản trên xe, nhiều đối tượng còn lấy cắp các phụ tùng như gương chiếu hậu, bánh xe, logo. Để chủ động phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đập phá kính xe ô tô, đặc biệt là vào những ngày nghỉ Tết, người dân cần nâng cao cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình. Khi rời khỏi phương tiện, người dân không nên để lại tài sản có giá trị trên xe, không nên đỗ xe nơi khuất tầm nhìn, vắng người qua lại. Trường hợp đỗ xe trước cửa nhà vào ban đêm thì phải lắp thiết bị báo động, camera quan sát nhằm ghi lại hình ảnh phục vụ cho việc xác minh, làm rõ vụ việc của cơ quan công an khi cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phát sóng trong chương trình thời sự tối ngày 5 tháng 2,
về việc công ty cổ phần OPL Logistics thi công ép cọc đổ bê tông đài móng công trình khu phụ trợ thuộc dự án kho 3 ha tại khu F, khu công nghiệp Phố Núi A mở rộng nhưng không có giấy phép xây dựng. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên lập biên bản đối với vi phạm của công ty cũng như có công văn đề nghị xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng. Ngay trong ngày 7 tháng 2 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần OPL Logistics có địa chỉ tại phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương theo Nghị định số 16 năm 2022 của Chính phủ với số tiền là 130 triệu đồng, đồng thời yêu cầu công ty dừng thi công trong thời hạn 90 ngày phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này mà công ty không xuất trình được giấy phép xây dựng thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm thông báo yêu cầu công ty tự tháo dỡ phần công trình vi phạm. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.